Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu chơi thử cái con map Roblox mà có rất là nhiều bạn đã gửi cho tôi và kêu tôi chơi thử đó. Thì con map này tôi thấy cũng khá là hay. Cho nên tôi mời Summer vào đây để gọi là cùng nhau thí nghiệm với tôi các bạn ạ. Tôi nghe đồn là cái nhà thí nghiệm này là có nhiều con yêu quái đáng sợ lắm đúng không? Nghe đồn cái gì? Tất nhiên là thật rồi. Bởi vì chúng ta chính là những người sẽ tạo ra những con quái vật đó, Sammy hiểu không? Đó. Cái gì? Tạo ra quái vật kia kia vậy? Đúng rồi. Trời. Đây đây đây, Sammy nhìn tôi rồi nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong một cái gọi là... nhà tù hả? À, không, không phải nhà tù, cái này là nơi thí nghiệm. Nhầm, cái này là nơi thí nghiệm. Ở chỗ này có một cái cửa, chúng ta sẽ vào trong đây nè. Chỗ này sẽ là chỗ để nhốt cái mẫu thí nghiệm của chúng ta ở trong đây đó, hiểu không? Ê, sao bà nhốt tôi đây rồi? Ok, tôi sẽ bắt đầu thí nghiệm ông biến thành một con heo. Tít 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 tít. Bà có duyên quá ha, bà có duyên quá ha, mở cửa. Tào lao. Ok, bây giờ nha, Sammy nhìn Phong nè, bây giờ nè chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào chỗ này, chúng ta sẽ có được một con NPC mới, thấy không? Đây là người bình thường đúng không? Người bình thường chứ có gì chứ. Không. Ok. Cái này á là một con robot thôi, hiểu không? Mình sẽ đi ra ngoài đây nè, sau đó là mình sẽ bắt đầu gọi là sử dụng một cái ống tim. Đây Sammy nhìn trên tay Phong nè. Trời ơi, cái ống tim gì mà như mấy khoang vậy? Trời. Cái này là cái ống tim, hiểu không? Ở ngoài đây á bạn thì chúng ta sẽ có một cái nơi gọi là virus room. Đó, có nghĩa là một cái căn phòng để chứa đựng những con virus. Phòng này nhiều virus, nhiều màu vậy. Trời đúng ơi. Rồi, và những con virus này nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái sức mạnh nào đó. Ví dụ bây giờ Phong sẽ chọn thử một con virus coi. Đây, ở bên đây có con virus tên là Zombakia V2. Zombakia là gì? Con zombie đó, zombie nguy hiểm. À, ok, rồi bây giờ là Phong lấy cái chất này nè. Rồi, sao giờ Sam đi theo Phong? Trời ơi, em ghê quá. Cái chất này tiêm vô có bị gì không vậy? Thôi đó, cái này là thí nghiệm mà mình tiêm vô con robot xong, hiểu không? Đấy, mình mở cửa ra nè. Sau đó mình sẽ tiêm vô người robot thì cái ống tiêm nó sẽ ghim vô tay robot này, hiểu không? Và ngay lập tức là cái con robot này nó sẽ bắt đầu bị nhiễm virus. Rồi. Đó, nó biến thành màu xanh lá cây rồi. Rồi xong nó ngất xỉu rồi. Chạy. Đó. Ôi! Ôi, nó biến thành zombie rồi, sao ơi? Trời, nó đuổi tôi, nó đuổi. Trời ơi, con zombie đuổi không kìa. Con zombie này mặc dù là nó đuổi gì thôi, giờ nó yếu xìu, không có gì hết trơn. Đây, để Phong. Rồi đây, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Rồi, ok. Ê, mình làm gì được đó không? Bây giờ là Phong có thể thấy được con virus đó có thể biến người ta thành zombie, sao thấy không? Mình sẽ nhốt con zombie lại, zombie, nhốt nó lại. Đó. Ui, mình treo lên vậy hả? Mình treo lên, sau đó là mình sẽ lấy lửa, mình thiêu đốt nó. Bùm. Ủa? Sao đốt tôi vậy? Tại vì Sammy đi vô chứ lại thuê tài phong đâu. Ai biểu đi vô chứ? Ai biết lòng đốt nó vậy? Trời ơi, cháy hết. Trời ơi, Sammy cháy đen thui luôn rồi. Bây giờ nè, mình sẽ tạo thêm một con NPC nữa, hiểu không? Mình sẽ đi ra ngoài mình lấy virus tiêm cho nó tiếp. Cho tôi tiêm đi, cho tôi tiêm được không? Ok, rồi bây giờ Sam đi theo với Phong nè, đi lấy virus nè. Đi. Con virus nào mà nó màu hồng được không? Tôi đang mặc đồ màu hồng dễ thương không? Nên bây giờ tôi cũng muốn virus tôi cute như tôi vậy đó. Đó, nhìn như tôi. Bên này có virus nữ nè Sam. Rồi virus nữ hả? Hay vậy. Rồi, tôi cũng lấy cái này. Rồi vậy tôi tiêm vô đó nha. Sam muốn tiêm chỗ nào cũng được hết, chỉ cần ghim vô người là được. Tích chục người đó. Không được. Rồi đó, được rồi. Rồi. Để xem coi. Nó biến ra một cái luồng ánh sáng gọi là màu tím. Ôi, cái này con gái. À, vậy có nghĩa là cái virus nữ này là khi tiêm vô người thì người ta sẽ biến thành con gái, hiểu không? Trời ơi, biến thành một phụ nữ xinh đẹp. Trời ơi. Cái này chán quá, để phòng. Tôi sẽ chọn một con virus có tên là Pacomnium. Bây giờ ông tiêm thêm đi, ông tiêm thêm, nó nói coi nó có được hên gì không? Để phòng tiêm thêm cho các bạn. Đây. Ủa sao nó bay được vậy? Ủa sao bay lên rồi? Ủa, sao biến thành con trai rồi? Ủa. Ủa cái gì vậy? Tiêm vô cái thành trai gái luôn vậy? Mình tiêm vô người đó xong nó biến thành con trai luôn rồi các bạn. Trời ơi trời. Con gì vậy? Con trai gì? Con gái. Từ từ, để Phong xíu, Phong sẽ thử lấy thêm cái gì đó nữa coi. Thử lấy cái này coi, cái này màu xanh lá cây này nhìn lạ nè, lấy luôn. Cái gì mà nhìn nó kinh dị tí đi. Rồi. Chứ thấy là toàn tiêm vô người nè, cái này nhìn có vẻ kinh dị nè, đóng cửa lại cho chắc ăn. Rồi, để coi. Ui rồi mắt nó xanh. Ui, cái mắt nó biến thành màu xanh lá cây kìa. Chuyện gì xảy ra? Ê, sao mình cũng xanh vậy em? Mình cũng xanh vậy em Phong ơi, mình bị nhiễm bệnh. Hả? Oh my god. Ủa, sao người Phong cũng biết màu xanh nè? Ôi rồi rồi. Nó là cái gì vậy? Em treo lên nó đi. Ủa, hình như là nó sẽ có cái gì đó xảy ra mà sao? À, đây nè, nó dính với người mình thôi nè. Đây nè. Thôi rồi, để Phong xíu, Phong sẽ lấy đại cái gì đó Phong tiêm vô người nó thử luôn coi. Tiêm thử vô người nó thử nha. Rồi đây. Đó. Rồi, đúng không? Ok, tiêm thử thêm thử cái này vô coi thành nó thành cái gì đây. Rồi nó bảy sắc cục. Ủa? Tôi chết queo. Cái con này dùng sức mạnh ơi. Trời ơi, tôi hiểu rồi, cái màu xanh lá cây kia là dịch bệnh, là mình tiêm vô là mình bị vậy đó, mình bị dính bệnh, hiểu không? Cái con này nó bảy sắc cầu vồng luôn, nó xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím. Hả gì? Nó đổi màu liên tục luôn. Nó tắc kè gì đó. Nó biến thành tắc
hay gì nó biết đổi màu nè. Ơ nhưng mà khoan Sam ơi, tôi lại gần nó xong tôi bị nhiễm bệnh nữa rồi. Ôi trời ơi, vậy nó con này zombie rồi. Ây da, lại gần con này sẽ bị nhiễm bệnh không được được. Mình phải tiêu hủy nó thôi, nó nhờ nhiễm bệnh rồi. Treo nó lên nè, bây giờ mình tiêu hủy nó bằng cách là giật điện đi. Giật điện. Wow. Ui, xanh lè luôn. Nó biến thành cái gì xanh đỏ tím vàng à. Trời ơi, ghê quá bạn ơi. Trời ơi, em mà tính ra hồi chị mình chưa gọi là tạo ra một con gọi là yêu quái mà nó mạnh mẽ và hồi chị yếu đuối không à. Từ nãy giờ mình phải tạo ra cái gì đó xịn xíu từ. Thật ra Sammy ở trong đây có những con virus đó, nó mua bằng robot đó nè, nhưng mà giờ Phong nghèo quá không có tiền mua robot. Trời ơi, mấy trăm robot luôn à. Thôi mình mua cái free đi đó để xem có yêu quái gì không nè. Có cái snack gì đây nè. Nè, có cái này nó hiện ra snack nè, yêu quái cái bánh snack nè. Ui cái bịch bánh, cái hiện ra một cái bịch bánh. Được thử. Đây để Phong về nhà thử coi. Trời ơi, yêu quái snack hả? Có khi nào tiêm vô người nó xong nó biến thành cái bịch snack đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Ôi, tiêm vô người đó nè. Rồi. Để xem cái nó biến thành gì nè. Ui. Ôi. Sao nó biến thành người? Nó biến thành người khóc nghe vậy? À, nó ăn nhiều snack quá nó béo. Trời ơi, nó ăn nhiều snack quá sao nó mập kiểu này hả? Ủa vậy thôi hả? Để Phong thử thêm con virus khác coi. Đây, nhét vô. Đấy, tiêm vô mông đó nè. Trời, tiêm vô bụng đó. Chuyện gì xảy ra đây? Chuyện gì xảy ra? Ui. What? Cái gì anh? Cái gì anh? Nó mọc ra hai cái đầu. What the hell? Trời ơi. Oh my god. Sammy có thấy cái cảnh mà Phong vừa mới thấy không? Tôi thấy nó thấy ghê luôn á Phong. Tôi thấy ghê thật sự luôn trời. Nó tháo cái đầu ra xong nó chọi về phía bọn mình luôn á. Thôi được rồi, nói chung là con virus này của bọn mình á là có thể biến cho cái con robot có hình dạng của một em bé bị béo phì, có sức mạnh của Tôn Ngộ Không mọc ra hai cái đầu. Thôi được rồi, bây giờ Phong sẽ tạo thêm một con NPC nữa nè. Rồi bây giờ Sammy với Phong sẽ cùng nhau chơi cái trò chơi này đi. Sammy hãy chọn lên một cái loại virus nào đó, Phong cũng sẽ chọn một cái loại virus nào đó. Sau đó tìm vô virus của ai gọi là xịn hơn thì gọi là đẹp mắt hơn thì người đó sẽ thắng. Ok không? Tôi sẽ là chọn cái virus nào dính kinh dị nhất, đáng sợ nhất, tìm vô cái là giật vậy đó. Ghê quá vậy nội, trời ơi trời. Sao? Virus này nhìn ghê vậy. Virus này ghê nè. Ok, tôi lấy virus này nha. Đây, tôi chọn con virus này. Ok rồi, tôi lấy được con virus này. Nhìn nè, nhìn cái khói tôi nè. Có xương sọ đâu. Đây nhìn đây đó, nó có cái xương sọ. Wow, ngầu, có nguyên cái đầu lâu luôn. Ngầu. Và Phong trước nha, Phong tiêm người nè. Rồi ok, sau khi tiêm xong thì nó sẽ bị gì đây? Ủa? Sao con virus này biết hành tôi rồi? Hãy hành nè, Phong cẩn đi, Phong cẩn. No, Sammy, mà tính làm gì? Đây, để bây giờ tôi tiêm vô được không? Tôi tiêm thêm một cái được không Phong? Thôi rồi, bây giờ bà thử tiêm vô người Phong cẩn coi để coi Phong cẩn biết hành gì. Ôi, vậy là virus của mình là virus biến cho người ta, biến cho con robot biến thành mình các bạn ạ. Trời, ông bị biến thành gì? Oh! Oh my god, ui, Phong cẩn bị con ấy phơi đó. Ui trời, con này là con gì sao? Khát náp hả? Ồ, con này hình như là gọi là nhân vật kinh dị ở trong game Bubble Playtime đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải chối nó lại chưa đã nó biết. Để tôi thử coi. Không chối được, con này không chối được. Đi ra ngoài đi Sam, đi ra ngoài đi. Ok. Bây giờ chúng ta cần phải gọi là tiêu diệt nó bằng cách gọi là lửa đi, phun lửa đi. Phun lửa đi. Ui, con này nhiều máu quá không thấy không? Trời ơi, con này trâu. Trời ơi, phun lửa mà đi vẫn chưa bị gì. À không, nó có bị. Giật điện. Ủa đâu rồi? Nó đi rồi Phong ơi. Trời ơi. Ủa đi mất tiêu rồi. Trời ơi, con virus của Sam xịn dữ ta. Biết sao, virus tôi là bị xịn sò đó. Rồi, bây giờ nè, cái phòng này là chúng ta đã gọi là tham quan, gọi là cũng dùng gần hết virus trong cái phòng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái phòng mới để coi có virus nào xịn hơn đúng không nha. Và bây giờ thì mình với Sammy đã vào trong một cái phòng thí nghiệm nữa rồi anh em ạ. Đây thì xin giới thiệu anh em phòng thí nghiệm level 2 đó. Phòng thí nghiệm này có vẻ sáng hơn phòng thí nghiệm kia. Đúng rồi. Ủa mà sao cái mặt ông già dữ vậy? Tôi làm tiến sĩ nha. Khoa học thì tất nhiên là râu với lại tóc tôi phải dài vậy hiểu không? Còn bà sao nhìn bà giống đàn ông vậy? Trời ơi, tôi nghĩ sao tôi làm nghề này xong tôi như đàn ông vậy đó. Trời ơi, nhìn nam tính thật sự nhìn nè. Trời ơi. Bây giờ nhá, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái vũ khí gọi là gì ta, ống tiêm nè đó. Xong rồi chúng ta sẽ vô trong trạm virus nè. Đúng rồi, ở trong đây thì sẽ có rất là nhiều virus để cho chúng ta có thể lựa chọn luôn. Trong đây đẹp hơn nhiều nha. Virus Goku nè, virus virus Goku nè. Wow, Son Goku hả? Bảy viên ngọc rồng hả? Nhưng mà hình như có tiền, hình như tốn tiền nha, để xem coi nhiêu tiền nè. 299 robot. Thôi chịu. Ơi có virus kéo dài nè, nghe giống kiểu Luffy của ta. Từ tôi sẽ lấy thử virus kéo dài coi. Tôi lấy virus SCP nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm Kairon, tìm cho Kairon. Simmy thì chúng ta sẽ tìm SCP. Tôi sẽ bắt đầu tạo ra một con NPC mới. Bụp.
Đây là một con robot mới của chúng ta. Đấy, Sammy thấy robot này không? Rồi, ngầu nha. Rồi, ok. Sao nữa? Tim nè. Đó, mình sẽ tim. Trời, tôi lỡ tim vô trong trái tim của nó luôn rồi. Trời ơi. Rồi, sao em coi thử coi chuyện gì sẽ xảy ra. Ui, nó cử động rồi, Ủa, sao đứng im vậy ta? Sao không có chuyện gì xảy ra vậy bạn? Bạn ơi. Ủa? Ôi, nó biến thành mấy cái khối vuông rồi, nó biến thành khối vuông trong Minecraft rồi. Trời ơi, à đây là virus làm gọi là tăng kích cỡ cơ thể của nó lên, tay chân của nó bị thay đổi kích thước ra. Trời, ghê quá. Cái này rồi, để cái tôi, này để mà tôi lấy tôi tiêm như người sao mà sao. Từ từ Sam. Con này mình phải bỏ đi, con này nó bị bèo hình bèo vàng rồi, phải bỏ đi. Bỏ cửa thôi, tôi không ra được. Trời ơi, bỏ cửa này. Okay. Đó rồi, con robot rồi, này chúng ta sẽ thả nó xuống đi. Ok, thả robot xuống dưới đi. Okay. Dưới đây là một cái hầm lava đó, mình sẽ thả robot xuống dưới. Ở phải đóng cửa. Sao bà nhốt tôi ở đây Sam? Đâu có nhốt đâu. Rồi. Tạo thêm một con robot mới nè. Rồi, tới lượt Sam á. Robot SCP cái gì vậy? Rồi, ok, tôi tìm SCP cho nó chứ nè. Ok, tìm, đóng cửa lại, nhốt Sam cho nó luôn. Cái mỏ. Tôi không mở cửa được nha. Rồi, chạy. Rồi, ok, được rồi nè. Không mở cửa đâu. Ta đã phản bội ngươi rồi. Sam bây giờ, ngươi hãy ở trong đó đi. Để xem con virus SCP này sẽ làm gì đây. Ủa? Ủa gì vậy? Con có SCP gì nhìn dễ thương vậy? Ôi dễ thương vậy? Ủa? Con này, ủa? SCP là hút người. Sam ơi, nó SCP đụng. Nó đụng như người Sam, cái là Sam biến thành cái màu giống nó rồi kìa. Ủa sao vậy? Thôi được rồi. Thì tôi sẽ dùng đốt lửa đi để đốt con SCP này. SCP cute, các bạn đã biết SCP này không? Tôi biết SCP này luôn nha. Rồi xong, nó te rất xỉu rồi Sam ơi. Rồi, sao tôi chậm vậy? Tôi như cục xì lam không ơi gì nè. Tôi như cục xì lam không gì nè, đi chậm. Sao ra ngoài. À, robot này hình như là SCP Slam, đụng như người ai là người đó biết Slam nữa. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ lấy random đi. Bây giờ Phong sẽ lấy đại một cái loại virus nào đó để tìm thử xem như thế nào. Rồi đó, tìm rồi đó. Để xem coi chuyện gì xảy ra. Ủa gì vậy? Ủa. Sao nó đưa cho mình cái bánh snack để làm gì vậy? Nó mời mình ăn hả? Có gì đó để xem đây. Nó biến thành gì ơi? Nó biến thành cái miếng snack. Nó lại gần kìa. Ôi trời. À, vậy là có nghĩa đây là một cái loại virus snack, hiểu không? Ai bị tiêm như người là sẽ bị biến thành cái miếng snack. À, ok. Trời. Ôi gì vậy? Ủa? Sao rồi? Ủa? Sao đây? Em nó biến thành cái gì đó Phong ơi? Ê, ơi. Nó bắt sao mà? Nó bắt sao mà? Nó biến thành cái cục gì nè Phong? Nhìn nè, tôi như cái cục gì á. Eo ơi, ghê quá. Nó bắt sao trên đây nè. Ghê quá. Sam đợi xíu, Sam đợi xíu để Phong coi. Robot 500. Thích nó lại. Ôi. Cứu tôi Phong ơi. Gì vậy? Bệnh bèo vàng rồi. Sammy biết hành cục gì ghê quá vậy? Ui. Rồi xong. Rồi xong. Nó bắt tôi luôn à. Rồi giờ ai giải cứu ai? Trời ơi, cứu tôi. Con yêu quái này vô cùng nguy hiểm các bạn, không được bao giờ gọi là giả tạo đâu con yêu quái này nha. Đây là yêu quái gọi là snack. Con virus snack này nó đã biến Phong với Sam thành một miếng snack gọi là dính vô người nó luôn rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải gọi là thoát kim ra vào lại hay Sam ơi. Trời ơi, ông vô chứ vậy? Phong biến thành anh Binzy rồi, nhưng mà phiên bản gọi là da hơi đen nha. Da đen. Nè, qua cứu tôi. Ủa? Cái coi, cứu được không? Ủa? Ủa? Sammy, tôi sao Sammy còn một cục như vậy? Cứu tôi, tôi còn lắc được trong xe nè, tôi còn sống ra tới giờ. Tôi còn lắc được. Sammy biến thành cục thịt rồi. Tôi muốn được chạy thoát. Ủa? Sao Sammy giờ Sammy tự nhiên trẻ lại vậy Sam? Này, giờ nhìn tôi giống con gái chưa? Thấy là Sammy bắt đầu trẻ lại nè, còn Phong là bây giờ Phong biến thành anh Binzy. Sao ông già vậy? Tôi trẻ bao nhiêu là ông già bấy nhiêu vậy? Trời ơi, vậy là cái con quái vật snack hồi nãy là nó giúp cho chúng ta biến thành cơ thể khác, hiểu không? Ok, rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con zombie cuối cùng nè. Thì nếu như bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục làm phòng thí nghiệm đúng virus rồi. Như thế này nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới và nhấn nút like cái video này. Mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Có gì vậy? Gì vậy Sam? Gì vậy? Con gì? Con gì vậy mà nói ghê vậy? Tôi giật mình luôn á. Từ, bây giờ nè, Phong thấy có đây là có cái con virus hình con vịt vậy nè, Phong sẽ lấy cái này. Rồi, Sam lấy cái đi rồi mình đi nè. Cái gì mà hài hước vậy? Ông canh gì dữ chưa? Sam, Grimo nè. Grimo shake rồi, quay. Grimo shake. Nhưng mà hình như okay, là cái này phải ở sự kiện mới có được. Không, tôi lấy được rồi. Đó kìa. Con này là con lãi chứ con mèo. Ai? Mèo nhai. Rồi. Mèo nhai đây. Ghê quá trời. Nó đòi vô nhà kìa. Ôi ơi. Thôi không ai nhận nuôi đâu. Ê, nó muốn mở cửa kìa. Nó muốn
mở cửa nó đòi vô kìa Sam ơi. Trời ơi, trời ơi, sợ Sam, bây giờ Sam vô Sam tìm tìm thử cái remote set coi nó có biến thành hình được không. Không mở cửa đi, tôi không mở cửa được. Rồi, Sam vô đi. Rồi, ok, tìm vô nè. Lại. Đó, tìm. Rồi, ôi tìm rồi, tìm rồi, tìm rồi. Mở cửa, mở cửa mày, mở cửa. Nè nè nè, mở nè, mở nè, ra ra đi, ra đi, ra đi. Nó biến hình chưa, nó biến hình chưa, nó biến hình Rainbow Shark chưa. Nó sắp biến hình, nãy tôi thấy là nó có cái thanh máu kìa. Và nó đã thương. Biết làm gì vậy? Nó biến gì vậy? Ôi, nó biến gì, tôi đứng hình từ nãy giờ. Sao? Từ nãy giờ tôi đứng hình 15 giây rồi, chưa thấy gì biến hình vậy. Từ từ, ghim, ủa tôi mới ghim giữa người đó vậy. Ủa không, Sam ơi, hình như tôi với Sam là ghim cái ống không có gì cho người nó hay sao sao mà. Trời ơi, mày chưa lấy vậy sao. Trời ơi, là trời, ghim nó từ nãy giờ à. Từ nãy giờ ghim người nó như con ghim luôn rồi nè. Chưa lấy. Trời ơi, chưa lấy virus. Đây. Thôi cái Rainbow Shack này là phải chơi ở sự kiện thì mới có, hiểu không? Bây giờ mình về đi, bây giờ mình về đi, Phong mới lấy được cái loại màu tím gì khác nè. Rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm thử cái màu tím này. Ui. Ủa? Yeah. Ủa? Ủa? Cái loại này qua vậy? Ủa sao mày nó biết hình gì vậy? Sao tự nhiên mình đi về sao nó biết hình con gì vậy? Ai biết? Ui cái nhìn cái mặt nó thấy ghê kìa, nó kiểu. Ui ui nó đang đổi màu kìa, đang đổi màu kìa. Ui ui. Ui xanh đỏ tím vàng. Cái mặt nó đen thui luôn kìa, có khi nào nó biết hình gì đó khác không? Ôi, tôi thấy người nó lộn xộn vậy kìa. Ê, hình như là nó chỉ được vậy thôi sao mày. Nó cứ đứng nó chớp chớp vậy sao á. Nó đổi màu vậy như cái đèn Sam đi ra, Sam đi ra để Phong cho nó ngập nước cho nó gọi là. Này coi, nó tắm trên tấm biển chơi. Sao nó ngất xỉu rồi. Cái gì? Ủa, cái tóc. Ôi, cái tóc nó dài ra kìa. Hình như cái này là virus tóc dài sao, Sam tóc nó dài ra kìa Sam ơi. Ủa sao yêu quái này nó lạ quá gì mấy bạn. Con này là con gì vậy? Ui hình như đang tiến hóa xong rồi. Rồi xong nó biến mất rồi. Ủa chuyện gì mới giờ xảy ra vậy ta? Cái con gì vậy mấy bạn? Cái con là con gì chỉ mà. Cái con mấy bạn đặt tên cho mình nha. Ma tóc dài vậy. Thôi bỏ qua coi nãy đi. Bây giờ Sammy mở cửa đi. Để Phong vô không tim thử okay. Màu tím mới vô nè. Ok màu tím này là cái gì ta? Con tim xuyên người luôn à. Sam ơi mở cửa cho Phong Sam. Đây. Anh Binzy, con mèo nó đuổi anh Binzy. No. Rồi xong. Sao mà? Tôi chiều rồi Phong ơi, tôi không thể nào mở cửa cho anh, có giật được không à? Sao mày? Sao mở cửa cho Phong? Ông nội tôi không dám mở luôn, ông nội bây giờ cái mặt ông kìa. Sao mở cửa cho Phong sao? Tôi mà mở cửa ra là ông cắn tôi chạy nọc luôn á. Yeah, coi như ngày hôm nay á, tôi với lại Sammy đã cùng nhau thí nghiệm xong rồi là biến Phong cận thành mèo gọi là cách náp mấy bạn. Thì tôi đốt con này coi đốt cái nào vậy? Tính đốt tôi. Tôi đây để tôi đóng băng nó coi. No, đóng băng hả? Cái con yêu quái này quá đáng sợ bạn ơi, ghê quá. Ơi thôi rồi bạn ơi, vậy là coi như bây giờ là video chắc là cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Ơi, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em nha. Bye. Phong cận ghê quá. Không làm gì tôi. Đây mở cửa cho nè. Xong rồi. Ta quay nhé. Hello team!